Mình xin chào anh chị em và các bạn nha. Thì hôm nay em tụi mình tổ chức đi bắt cuộc chuột nha các bạn. Hôm nay bắt chuột bằng đào các bạn ơi, đào chuột tại vì lúa hồi ruộng giờ cũng cắt hết rồi nè, bờ cõi rồi nó trống rồi, đào chuột nó dễ bắt hơn các bạn. Hôm nay không có đi gà gặp. Cả team mình tổ chức đi đào chuột. Về làm món gì đó ăn các bạn ơi. Các bạn anh chị em và các bạn theo chân mình để coi coi hôm nay đào chuột cái kết quả như thế nào các bạn. Đó. Bỏ liền. Ôi, các bạn có. Dính rồi, dính rồi các bạn ơi. Anh Lộc mình làm được 1 con rồi. Rửa cho nó sạch sạch coi. Rồi bỏ vô đừng có bắt đầu nha, để cho sống vàng nó mới ngon. Cái chú đào tôi đứng tôi canh nắp nha. Lòng em ơi. Ôi, mới đào mấy hang mấy cái rồi có chuột rồi. Chuột gì ngu ghê vậy? Chuột gì ngu ghê vậy? Trời ơi, vú còn nơ nơ luôn, biết luôn à, nguyên bài chuột và chuột màu đỏ. Ôi, bự dữ vậy hả? Bự rồi các bạn ơi. Ê, lưới, lưới, lưới. Chuột lưới nha. Bây giờ. Ê, ra đó năm. Bây giờ sao? Tôi là tôi đào, kể tôi chú đào nó đi, hang đâu phải hang chú đâu. Vừa ăn không? Bự nghe các bạn. Vừa ăn rồi, vừa làm cái chua luôn. Cái này mình nấu canh chua là thôi. Nhức nát. Tới ngoài này mà. Đợi em đợi tới ngoài đó rồi nó chạy sao mình kịp. Ừ. Ê, chuột ơi. Nó có thoát chứ ăn được. Cái miệng mày. Đó nè, anh cứ coi. À đuôi 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 các bạn ơi, móc móc đuôi rồi. Ôi lưới này ngon à. Ê, chạy kìa. Nó qua gù sau lưng rồi. Quay gã, quay gã. Chết với anh Giang hụt luôn các bạn. Trời ơi, lên ơi. Ơi. Ra đây, ra đây chết trên kia nè. Nó vô hang nữa rồi. Rồi, lỡ dưỡng lượm ơi. Chống hả? Chống. Bự nhỏ vậy. Ủa, tơ mà. Vậy là bỏ ra hả? Rồi, có 1 con rồi các bạn ơi. Giờ mình tiếp. Cái miếng này đáng lấy được chút đổ đầu dưới đó là đúng luôn á. Đây là mình tới cái bìa gừng chàm này nè các bạn. Trong mép bên đó là trong đó là gừng chàm, khu mà nuôi ong nữa các bạn, mình nuôi trong gừng chàm đó đó. Nói cái từ ong nuôi đây là không phải là mình nuôi mình cho ăn bò trồng bông hoa là nước đường rồi các bạn. Ông nuôi là mình nuôi nó thiên nhiên, giống như nó hút bông tràm rồi bông ba thiên nhiên á, mình khoáng đất vậy đó rồi mình vô mình lấy thôi à. Mướn của Lâm Trường, đất của Lâm Trường đó, mình mướn cái dạo như hecta bao nhiêu như vậy đó mình làm đó, nguyên khu đó đó các bạn thấy không. Ồ, đây có trứng vịt nè các bạn. Đó, ra ruộng là có mồi thấy chưa. Ôi sao nó đen thui một lớp vậy. Tại nó ở dưới nước lâu rồi, trứng này chắc chắc bị dữa rồi bạn ơi. Ê lấy không. Rồi lắc lắc nó
nó chưa có giữa, chưa có thuốc bạn ơi, còn sửa được không được. Con này nông vô gốc. Đây, 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 đây. Ôi, ôi, nó chạy. Hả chưa, hả chưa. Đụm rồi. Nó rồi, con chìm chạy rồi. Cái gì đâu có vỏ không? Chú đụng đội trưởng, chú thua. Hai ba anh dí vậy mà để cho vô đội trưởng dập. Đâu kịp ở bên này. Sao bị với ai, sao bị với đội trưởng, sao làm gì? Ê, 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 trở lại đó. Dính không? Dính. Cái nào mập? Cái nào vậy? Không biết luôn. Ông chủ. Trời ơi. Trời ơi. Nắng quá các bạn ơi, nên mình mệt, nghỉ mệt tí xíu thôi. Lại mấy đất này là đất nhà của mình nha các bạn. Nhà này nhà của tem mình đó. Ừ. Này là của cái anh đó đó, cái anh này là anh Thẻ nè. Giờ lên anh bẻ mấy trái xuống cho anh em uống. Vừa này ngọt lắm nha các bạn ơi. Lâu quá không có leo. Ở đây dừa các bạn nhìn thấy không, miếng đất ai cũng có trồng mấy cây dừa này quá trời trái nè. Đó. Trái gì để người ta đi ruộng uống các bạn. Cái này là của mình, của ai nấy uống à. Biết chèo không đó chú? Cái này phải qua dừa không giờ vợ tao bẻ bộ im. Thôi đi. Trời ơi. Ở đây có cái bẻ. Dừa mình không bẻ rồi qua giờ không giờ vợ bẻ chứ chơi khôn quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó đó, y kêu à. Lên đúng rồi đó. Trời ơi. Để mấy trái dưới ăn uống nó có thịt nha nha Mộc. Dưới nha. Toàn là dân ốm đói dưới không mà để cho cái anh mập phù lù leo lên cây là vừa sao là sao. Rớt nước. Thấy nó giật nè. Rồi xong rồi, xong rồi, tình hình này xong rồi. Rớt buồn luôn còn gì nữa. Bẻ cái buồn cũng được mà quẩy vô không nổi. Ngồi hết chiều nó em bẻ buồn này mà sao em lại buồn buồn bên kia. Từ từ ba nó. Để rửa chuột nha. Trời. Lấy cái len lên sắn nguyên quầy luôn đi. Ba trái được rồi, nhiêu uống đủ rồi, nhiều quá uống không hết. Ôi ơi, coi chừng, coi chừng. Giúp nè. Ai? Được. Rồi. Thấy quá, thấy quá. Đỏ. Thấy quá. Đỏ. Đưa kia bỏ. Không được. Vừa là giòn quá mấy anh ơi. Sao em leo càng ngày càng xa vừa vừa vậy? Đi xa quá. Đi xa quá. Đi xa quá rồi. Coi nước, ê nước xong. Trái nữa đi. Hết luôn đi. Hết, ăn hết, quẩy không đổi đâu. Thôi. Trái nữa. Thằng trái. Không bỏ vô ca đó kìa uống kìa. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Rồi thêm buồn nha các bạn. Rồi gian là bỏ vậy nãy. Tao nói mà lựa cái anh ốm mà leo dừa không lựa, lựa anh mập leo hư mẹ đó các bạn, buộc cái xe cái nhánh dừa hết trơn à. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi trời ơi. Rồi anh vạch ra coi còn không hay là nó gớt rồi. Rồi mình lên lại lần nặng cho nó mát à, uống dừa các bạn ơi. Dừa ba trái đi uống hả? Qua để uống chú dọn ngói. Ui gái, bẻ ra mà bẻ ra. Đây mình kiểm tra lại cái lòng chuột mình qua nãy giờ. Chuột đẻ luôn, đã bỏ vô đẻ mình. Đây. Nè mình đi nãy giờ mới có được nhiêu à, nhưng mà nắng quá các bạn ơi, đã đào rồi. Hơi chậm trễ nha. Giờ mình nghỉ mệt, ăn uống uống nước chừa xíu thôi. Giờ tiếp. Luôn. Xong mình dọn ngay sao hả? Rồi. Phui ra, đổ vô trong cái này nè. Đổ trong trong cái phích nè. Uống ở ngoài đổ trong chổng rồi. Không có đâu, trà đường uống cái đó là quá. Rồi, nó... rồi mời các bạn uống nước dừa nha.
dừa giải khát chắc chưa mà quất nước dừa này vô là đúng bài luôn á. Hồi trong Tết với qua Tết đó, đó là cũng có 5-7 kg phân rồi đó, cái đậm lắm. Kể đi cái công uống mấy trái dừa cái công. Không có, nhưng mà mình ham. Mình rễ phân rồi. Có đủ rồi, mấy tháng trước mình đậu rồi, mấy tháng sau mình nó có uống được. Anh uống nghỉu rồi, cái công nặng. Nghỉu rồi. Mới uống mấy trái dừa của chú Thẻ kể công tùm lum hết. Phân nào là phân, nào là thuốc. Giờ lội xong nha các bạn ơi. Làm biến đi vòng thôi. Cha hành nước cũng lạnh lạnh nha. Tèo cái mùi ghi hết trơn rồi. Yeah. Trời ơi, sâu vậy đó hả? Sâu. Sâu vậy sâu quá. Có đâu cởi được mà đi được đâu. Trời ơi, anh như chào cho tới lạnh luôn á. Có ngang gần cổ hả? Nó là thủy quân lục chiến. Nó lính thủy đánh bộ hả? Mình lạnh quá các bạn ơi. À, nước lạnh tanh rồi các. Trời ơi. Tới công chuyện luôn. Điện thoại liên gì dở lên trên nha. Trời ơi trời lạnh. Coi dòm dòm đặng coi có cầu gần đây không Lộc? Không có cầu gần đây đâu. Cầu thấy mình đi thôi. Lạnh thấy bà luôn mát. Mới uống nước dừa rồi xong lội xong qua lạnh quá bạn ơi. Đó. Rồi. Mày đừng có la quá. Mình làm hết hồn mày một con. Đó, nhìn xương. Láo giật mình lắm. Cứ tới cho này luôn cho nó hết đi nha. Đó 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 đó. Nó gần dưới là dưới rồi. Giờ nó không quá là ngày rồi. Kêu tên cho đẹp cái coi. Nguyễn Hang Giang. Dưới này nè, nó không có đâu. Ờ, mọi số khúc này các bạn. Đi đường ra đi ông Thẻ ơi. Ê, phang 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 đi. Đào lớp dưới đây bằng một cái. Đào, đào, đào hang này nè. Rồi giờ hai người kêu đào hai hang biết. Mà đào đây là lùa dài vô, đào chi đó. Rồi, mọi người dở lên đây, đừng đào, dừng dít ra, dở ra. Để luôn đi, ta bóc. Con chết rồi. Nghe xì. Nè tụi con ấy, này. Kìa, kìa, đuôi, kìa. Đuôi lại luôn kìa. Đuôi 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 nè, đuôi nè. Quay coi. Ôi ôi đuôi kìa. Nè nè nè. Đó 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 đó. Nè nè nè. Móc con miếng nữa, móc con miếng nữa. Đó, đó lên nè. Lên là lên là lên. Lên là lên lên. Là lên là lên, lòi đầu rồi. Là lên nè. Lên, lên, lên. Lấy cái cây đi mình thấy rồi. Nó quay đầu lại đó. Nó không sao đâu, con này là. Chết gì vậy, anh à. Để anh dọc. Chết thế là tung tung. Chết gì lên là lên nè. Từ từ chết gì anh không. Trời coi nó tung giống được chụp. Bờ này có tương lai à. Đây bờ gốc cây không để ý bữa mình đi gặp nó Thánh. Ừ. Đây hàng kỹ nè. Đó, đó, đó. Chết trên năm rồi. Trời ơi. Trời ơi. Năm à. Dưới này nó ở dưới nằm đóng nè. Từ từ chết với năm mày hả? Con hát hả? Chứ đừng 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 đừng. Từ chết với năm mày. Còn mẹ xề đâu? Đó, 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 đó. Cái chuyên nghiệp không mà. Nhỏ mềm xương. To thì béo. Quá trời nó đóng chậm luôn á. Này mấy đuôi nè. Cứ cho nhảy ra đấy. Dòng mũi, dòng mũi. Ôi con mẹ. Đợi mong, đợi mong, dính không, dính không? Dính. Ấy con chục con quá trời kìa. Để đừng muốn. Ôi ôi quá trời rồi. Ta hết tay ta bốn con luôn á. Trời ơi mấy chú làm bính đầu hết rồi. Chú đây tôi canh mà. Rồi. Ồ bỏ những cái lại nào ta không hay luôn trời. Trời ơi lại nào ta không hay luôn. Cắn với bao tay luôn. Ghê. Hết rồi các bạn ơi. Im không? Nghe này im không? Yeah. Hồi nãy nó lên chỗ chỗ đó là cái này giết chết này còn nữa. Nếu băng rồi còn gì nữa? Nếu băng ra chân rồi. Hết. Còn hang đi lơ lơ kìa. Dưới này đùng xíu này đào giúp cái nó đi lắc lên. Làm thấy hang hang vừa là mất hang chưa? Rồi hết. Mất cáo đi. Ta chọc qua. Rồi hết nha anh em. Mẹ xài bự không? Cũng được. Mẹ xài bự có. Lứa ra đó. Nhỏ quá.
cái gốc nó mềm mà nó thẻ. Ê, một chú. Ý chưa? Rồi đó. Ê, chưa. Ê, nhọt bậy nãy mà. Ê, kìa, bắt. Lượm, được. Lọt vô. Bỏ vô luôn đi, lọt nào tính đó. Còn nó bự lắm. Lửa lạc ha. Ê. Ê, ơi, 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 ơi. Đây nè. Cẩn thận cái chừng người nhất tới nách. Cắn rồi. La là gì là biết đi cắn rồi. Anh đâm mày mà. Anh đâm chết luôn. Bây giờ với anh. Buông tay cho chạy luôn đi. Ồ chưa ra nó mới có cào hai lỗ. Mới có gì chưa có cắn sao. Trời ơi, chưa ra máu mà. Nó kiểu gì bẻ, bẻ hai găng đó. Quay gần cẩn thận thanh. Là sao bộ bẻ gắn hả? Có đâu vậy đi cho mày. Còn mày đó đâu mập từ từ. Ủa đang cắn hả? Thôi kệ đi, bỏ vô đi. Có tự tụng lại. Áo ta đổ rồi. Nhức lắm nha. Coi bức... làm dấu nha, coi con nào chiều. Chắc con giái nó vô. Ngắt con giái nó. Ừ. Ê. Anh này nó thục ló, Anh này thanh à. Anh nào bị cắn rồi các bạn ơi. Hút luôn nè. Có lò đầu không? Đó. Ủa lấy cái lông nó làm gì anh? Đào đi, đào với bứt cái đó đi. Mình bứt cái lông đó mình để vô nó đỡ nhất. Con chuột cái mà, con chuột giấy bứt cái giấy nó chấm vô. Không lấy chuột cái không có lông mày. Chuột cái làm gì có giấy. Lặng hả? Kê. Đi qua đó đó coi. Kê lụm đầu. Ê coi chừng đó, nhức nách nó đó. Buông ra luôn đi, đi hồi chụp cái đầu. Rồi dính nghe các bạn. Em vừa đứng coi lúm đầu. Chạy đâu? Cái hang gì mà. Cái đó đó. Đội trưởng là không có kìa. Ở bả đó hang chủ không có ở. Em mình vừa lụm xuống ảnh lúm đầu anh chạy luôn. Ở ngoài con đó nha, ngoài lặng ngoài con đó. Đó đó kìa thấy không? Năm thẻ thấy không? Ừ đó. Để tới mẹ đó. Đó. Đó, chụp cái đầu không à. Cho nó nhiều lắm anh ạ. Rồi, đừng. Tùng hình đó ra. Hàng tới mặt thấy không? Nó còn nằm ở dưới đất mà ông ngạo chụp. Anh tới mặt á. Ù mà khôn chưa. Chết dính năm. Để con tay cái mỏ không à. Vậy đó hả? Vậy mà nói là khôn chưa? Con chuột nó tung lên á. Vậy đó hả? Mày hả à, mày? Chết đi ngâm liền. Chết luôn. Trời ơi, bóp chết luôn, nhỏ luôn rồi. Sợ bị cắn nè. Mềm quá. Ngâm chụp chết chuột luôn. Ê, không chết đâu, xỉu à. Đút tay nó cắn cười xíu. Chị là không có chủ nhà. Không có gì nhà. Có khách không? Chạy kìa. Chạy ra đó rồi. Kìa lội xong kìa, có cái lọt gỗ không? Gia vị nghe các bạn. Đây là đường tương hộ. Mình lấy cái nước với lại cái mấy cái hộp này thôi nữa mình làm ít nước chấm.
Đây là cái ghi hột nha các bạn. Trộn đều lên nha các bạn. Cái này là ngũ di hương nha. Ngũ di dừa nhiều quá ăn bị sẩm. Cái này là tỏi với lại sả băm nha các bạn. Sả còn miếng sả đen hay là miếng chấm nha các bạn. Đây dừa tươi. Khi nào mình xào nó sắp lại thì mình bỏ nước dừa vô mình nấu cho miếng bột ngọt nha. Miếng đường và miếng đường nha các bạn. Bỏ muối nữa hay là nước mắm vô? Chút nữa. Dần chút xíu muối. Xào xong mới bỏ cái đó vô phải không? Không, muối một chút. Dần miếng muối hả? Dần thêm miếng muối nha. Dần cái gì không muối nha các bạn. Có quay đầu nào vừa chưa? Chưa. Rồi, ốp xong tắt. Cái này là ướp xong rồi nha các bạn. Bây giờ quay qua phần anh Lộc, anh đang nạo dừa nè. Dừa này đen hơi nữa là mình làm nước cốt để mình bỏ vô ăn cho nó hơi cái béo một chút. Với lại nước chấm nữa. Trộn đều lên nha các bạn. Cái này ướp để khoảng cỡ 15 phút cái đầu cho nó ngấm vô mình đem xào. Xào cho nó săn lại rồi mình bỏ nước dừa vô mình nấu là ok. Đây là đậu phộng gan nha, để hơi nữa làm nước chấm. Trời, nói chuyện mình làm mình hết hồn thiệt, mình khổ ghê á. Đây đi chuột kho sở. Bó tay thiệt, mình đầu mình tiến hành xào thịt ướp này đó các bạn, cho nó săn lại rồi mình nấu nha. Tỏi cháy mà tỏi trước cái xào. Rồi tỏi vàng bắt đầu mình tỏi nó vàng bắt đầu mình bỏ thịt ướp nãy vô xào nha các bạn. Xào cho nó săn lại bắt đầu mình đổ nước dừa vô mình nấu. Hấp dẫn ghê ta. Xào trộn cho đều lên nha các bạn. Xào nhấp xăng lên. Mình ngấm thịt vô ba cái nước ướp này đó, ngấm vô thịt rồi mình đổ nước dừa vô nấu. Hồi nãy quá trình măng chuột nó ấy quá, lu bu quá cho nên không có quay được quá trình đó. Đầu quá trình mình làm nước chấm nha các bạn. Đẩy cái tô vô chứ. Cái này bà chị mình đang dắt nước cốt nè. Tóc tay để đàng hoàng nè.
nước dừa làm ngon hơn hay là nước lạnh? Cái này là nước mình đổ nước ấm vô rồi giờ chỉ nó dắt thôi. Yeah. Cái này là xả nha các bạn. Xả cái đường. Xả với mình xả với lại mình mỏ miếng đường vô nha. Làm món này thì nó hơi cầu kỳ xíu. Làm cho đúng bài bản ăn mới ngon các bạn. Đủ chưa? Đúng rồi nha, dư đó. Nó để hồi nấu luôn. Hồi nấu như lên luôn hả? Nấu kia vừa lại chứ mình thích xong mình bỏ vô á. Rồi bắt đầu làm nước chấm nha. Đây xả, đường. Cái này là tương, hột tương nãy chắc các bạn mình xay ra, đâm ra cho nó nhuyễn. Rồi trộn vô. Anh Bút. Lột tay không làm được. Trộn đều lên nha các bạn. Tan được. Cái này là đậu phộng mình rang nãy mình đâm ra nha các bạn. Chén đó là đậu phộng. Này là nước cốt dừa. Anh này anh này ảnh cũng đang ngồi học hỏi cách làm nước chấm của chị này. Có học hỏi được gì đây ca? Bây giờ có học hỏi được gì không? Buôn anh nhìn đắm đuối luôn. Cái mà cô hấp dẫn này nha. Đậu phộng nãy mình rang xong mình đâm nhuyễn ra nha các bạn. Chừ chút xíu chút mình bỏ cái trong thịt. Cái này còn nhiêu đây thì hơi nữa mình bỏ vô ba cái thịt nãy á. Nấu chung với thịt. Mình là cảm thấy hấp dẫn cái này nha. Nó săn nó rút nước muốn khô nè. Bắt đầu mình tiến hành bỏ nước dừa vô nha. Bỏ nước dừa vô nha các bạn. Cái này chuột nó mau mau mềm cho nên mình bỏ ít nước dừa. Khoảng cỡ nửa trái thôi. Nhiều quá mà nấu khô là nó sẽ bị gã. Nấu nha các bạn, nấu chừng nào mà nó sắc khô lại là ok. Đây nước chấm mình cho thêm miếng ớt nữa nha các bạn, ớt bằm ra. Để hơi lạc mình phải dằn thêm miếng muối nữa nha. Bỏ muối vô. Rồi, thêm miếng muối gì vừa nè, ok nè. Quậy đều lên nha. Nãy mình cho thêm mấy cái tép xả vô. Cắt mấy tép xả bỏ vô nha các bạn cho nó thơm đi. Cái nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Trời trời sao thơm dữ vậy. Trời.
uống rượu thì bị phạt, ăn cơm bị đau bụng. Im. Mới quá, tới công chuyện luôn. Tóc chuối như này hơi nữa là mình chấm ăn là nhức nhách luôn. Chuối sim nha các bạn. Mắt chuối này là mắt chuối sim nãy hái ngoài vườn á. Hoa chuối. Bỏ thêm củ hành tây nha các bạn. Trời, cho nó nắng lên bỏ vô là nó chín nè. Từ này nắng nó đang sôi mà. Ra có 7 hàng đi. Này mình bỏ thêm củ hành tây. Củ hành tây cho nó thơm nha. Này là bây giờ nóng nóng là dọn ăn ha. Ừ. Vậy là nóng là cái này là gửi miếng cốc dừa lên nha các bạn, cho nó nhìn cho nó hấp dẫn, ăn nó hơi có gì béo béo ngon. Có nữa được hai hả? Hả luôn. Thôi ít ăn không béo quá, được rồi. Như là ok nha, béo dữ lắm luôn á. Tại vì cái kia có cốc dừa này nguyên chất mà. Cái nhà các bạn xem lại nè. Thấy hấp dẫn chưa các bạn? Thôi cỡ này đó. là no mà say trong mùa Covid á. Xin chào anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình đi đào chuột, đào clip các bạn thấy đó. Thì về anh em mình làm món này là xào lăn. Chuột xào lan nha các bạn, nó còn tên gọi là chuột giả cày, đúng không? Đúng. Rồi, nó đúng là phải đúng chứ, đúng không? Chuột nó đúng là cái cho là đúng. Anh Giang cho tôi biết cái này cái gì, nói cho anh chị em mình. Cái này là bắp chuối bào chấm với chuột xào lan. Cái nào cũng được, cái này chấm cái này cũng được, chấm cái này. Vậy là trong quá trình chế biến rồi đó thì anh chị em coi clip này thì cũng đã thấy rõ cái cách chế biến của đội trưởng anh Phương làm nha các bạn. Thì bây giờ tới mình thưởng thức nha các bạn. Thì mời các bạn ăn cùng với mình nha. Bắt đầu mời các bạn ăn nha. Tại vì cái hiện giờ mình cũng còn giãn cách các bạn, nhưng mà mình ở đây là gọi là đàn vàng các bạn. Thì anh em mình chỉ ăn thôi chứ không được, có đúng rồi, được anh em ngồi tụ họp về ăn được, nhưng mà nhậu thì không được các bạn. Ra mới kêu kích chết cái cửa lại một tí. Thôi rồi giờ các bạn ăn này nhé. Ở cái này của khách hả? Ở cái này của khách. Thôi ăn thôi các bạn ơi, có 5 bạn nó đi có 1 4. Này các mình mời anh em ăn cái nào. Chấm cái được nha. Chấm ghê à. Nói gì chấm phải chấm nhiều cái ghê. Rồi mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn xào lăn. Thử miếng nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ủa mình đi không ăn. Im nha. Im tuyệt vời luôn. Cái này Cái này. Dạ. Thiết kế dành lia. Trà lá. Cái này nếu mà mình làm chuột thì gọi là xào lăn, nhưng mà nếu mà làm chó thì gọi là giá cày, đúng không? Có giá cày. Còn nếu mà làm trâu thì gọi là gì? Con giá cày. Chó là chuột, chó giá cày. Chuột giá cày. Heo giá cày, chó giá cày. Anh em mình ăn nãy giờ thì cũng no rồi. Hơi no rồi, hẹn
sau nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ các bạn. Các bạn nào thấy thích video này thì nhớ nhấn like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào, chào tạm biệt các bạn.